Chào mừng mọi người đã quay trở lại, mình là Supel và trên bàn đang để hai chiếc nguyên mod đến từ hãng Gigabyte. Đây là dòng chipset Z370 dành cho CPU Core i thế hệ thứ 8, chính xác là Core Flex Hồ Cà Phê. Thì hôm nay sẽ làm review, có thể nói là trên tay và chia sẻ thêm về hai cái nguyên mod này. Đầu tiên thì mình có chiếc main Z370M D3H. Đây có thể nói là chiếc main có giá dễ chịu nhất trong dòng chipset Z370 của Gigabyte. Thì chúng ta cùng xem nó gì đặc biệt. Ở giữa hộp chúng ta có thể thấy một số thông tin đặc biệt của sản phẩm hãng nhấn mạnh đến, ví dụ như cái tính năng là Smart Fan 5, tức là có cảm biến nhiệt độ, 6 cảm biến xung quanh main, cũng như là cái đầu fan hybrid điều khiển được quạt rất là thông minh, bất kỳ loại quạt nào cắm vào điều khiển được hết. 4 đầu quạt hybrid này. Chúng ta có hai khe cắm ổ SSD NVMe. Thì cái main này cái hộp khá là cơ bản và cái main board của nó chỉ là màu đen và đồ chân thôi. Và mình thì mình là người đơn giản, mình thích màu đen. Lắp vào máy thì gần như là bộ máy nào cũng có thể kết hợp được. Đó, và đây là chiếc hộp. Cái main thì mình sẽ bỏ bớt sang bên. Bên trong phụ kiện thì cũng đã không nhiều, chúng ta sẽ có hai cổng cáp SATA và một tấm chấm IO như vậy. Và các bạn sẽ có thêm giấy tờ rất sử dụng và đĩa driver thì phải có đĩa không ta? Có đĩa luôn. Và tiếp theo bây giờ thì mình khuyên các bạn nên vứt ngay ra ngoài cửa sổ và lên trên trang chủ Gigabyte down driver mới nhất. Quay lại với chiếc main của chúng ta, đây là chiếc Z370M D3H. Đó, kích cỡ MATX khá là nhỏ gọn. Chúng ta sẽ có 4 khe PCI Express, trong đó là 2 khe 16X cắm được cả đồ họa, hỗ trợ AMD Crossfire. Và đây là socket 1451 dành cho CPU Kaby Lake, xin lỗi các bạn, Coffee Lake. Mình cứ sao cũng bị nhầm giữa hai cái tên này, đọc cả, biết là Coffee Lake ấy mà cứ lúc nào cũng méo méo mồm thành Kaby Lake. Chả sao, bởi vừa ra Kaby Lake xong nó Coffee Lake rồi. Chúng ta sẽ có hai cái tản rất là to dành cho phê điện ở MOSFET ở đây. Thì những cái phê điện mình nhìn thấy được, chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Số lượng không nhiều nhưng mà nghĩ là vừa đủ. Và cái phê điện nhìn rất là to cái thùng luôn. Vẫn có công nghệ Ultra Durable của Gigabyte đảm bảo bền bỉ lâu dài. Main nhỏ vậy thôi, chúng ta vẫn có đến 6 cổng SATA USB 3.0 chỗ này và tất cả cổng SATA đều đứng. Thì mình không khoái lắm, mình thích kiểu cổng SATA nó nằm ngang cơ thì sẽ gọn hơn, nhưng mà dù sao chúng ta có 6 cổng SATA là điều khá là ok rồi, khá là thoải mái. Cổng cắm 24 pin trên góc này thì chạy dây đằng sau sẽ gọn hơn. Cổng cắm 8 pin đây, cốp điện cho CPU và pin CMOS ở chỗ này. Đây là hai khe cắm SSD NVMe đó, mình thấy khá là rộng rãi và hỗ trợ rất nhiều kích thước khác nhau. Và dưới này chúng ta có các cổng IO như cơ bản. Đấy, các bạn vẫn có cổng LPT và cổng COM luôn. Này rất lâu rồi mainboard vẫn hỗ trợ. Có HD audio ở đây và hai cổng cắm dành cho USB. Một cổng 3.0 và hai cổng 2.0, tức là bạn có thể xuất ra đằng trước lên đến 4 cổng USB 2.0 và hai cổng USB 3.0. Chúng ta sẽ có 4 khe RAM ở đây và hỗ trợ xung nghiệp tối đa ép xung lên đến 4000 MHz. Anh em có thể mua một số RAM cao cấp, bây giờ ví dụ G-Skin có một set hơn 4000 MHz rồi, anh em có thể mua về để ép xung. Và mình nghĩ là với cái khả năng hỗ trợ ép xung lên 4000 MHz thì bất kỳ anh em nào muốn kiểu là chống bị lão hóa cái bên trong tương lai thì hoàn toàn có thể không sợ, dùng máy về lâu về dài có thể nâng cấp RAM lên xung nghiệp cao được. Về cổng IO thì nhìn nó khá là cơ bản, chúng ta có 1 2 3 4 5 6 cổng USB 3.0 và một cổng 3.1 Type-C ở đây, một cổng HDMI xuất hình, một cổng DVI xuất hình và một cổng PS2 combo cắm được cả chuột bàn phím và cổng cắm tai nghe 7.1 và không có cổng quang, anh em có lưu ý chỗ này. Đó, vậy đây là chiếc Z370M D3H. Đó, giá khá dễ chịu khoảng tầm 4,5 triệu đồng thôi, dành cho anh em muốn chơi Coffee Lake. Đó, một thiết kế rất đẹp, ngầu. Nhìn rất là chất, đen xì từ đầu chân luôn. Nhìn nó tối giản mà nó không bị rẻ tiền, nhìn rất là cao cấp luôn nhưng mà rất tối giản, không màu mè. Đó, đúng như kiểu mà mình thích. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chiếc Z370 XP SLI. Nghe cái tên chắc chắn các bạn cũng có thể biết được rồi là cái main này nó hỗ trợ cái gì. Đúng rồi, là nó hỗ trợ cạc SLI của Nvidia. Đó, cái main thì nó to hơn à. Đây là cái ATX cơ bản này. Và mình đoán là phụ kiện cũng sẽ nhiều hơn, giá cao hơn mà. Vâng, và chúng ta sẽ có một cái đầu để nối LED G-Connector của Gigabyte. Chúng ta sẽ có tấm chắn IO đương nhiên rồi. Và hào phóng hơn chiếc D3H là chúng ta có đến 4 sợi cáp SATA. Và còn lại thì vẫn có bi gip luyện công, tên long bắt bộ mấy cả đĩa driver các thứ ở trong này thôi. Này bạn nào muốn tu thành chính quả thì có thể dùng đĩa. Mình thì mình sẽ bỏ ra nhóm lò ngay lập tức. Wow, chà chà, và đây là chiếc main XPSLI của chúng ta. Nhìn ngầu vãi. Chất người các thứ luôn, chất chơi người rơi luôn. Wow, quá là đẹp. Mình thích thật. Nếu các bạn không biết thì mình sẽ xin phép được tuyên bố luôn, mình là fan của màu đen và màu trắng. Đồ mình mặc thì thường còn đen và trắng thôi. Và cái main này kiểu dạng là hơi giống kiểu Asimov ở trong CSGO, nếu bạn nào search Asimov được ra. Thì kiểu đây vạch vạch đen trắng, đẹp vãi trưởng luôn ạ. Một cái cỡ ATX cơ bản.
và chúng ta sẽ có hai khe PCI Express mình nhìn thấy đầu tiên, hai khe 16X ở đây là được bọc kim loại. Đó, gia cố rất chắc chắn, dùng cạc to nạc thịt khủng kiểu 1080 Ti hay kiểu gì đấy, nó không bị sệ. Và chúng ta có tổng cộng là 1 2 3 4 5 6 khe PCI Express, trong đó là 3 khe 16X và hai khe này hỗ trợ cả Nvidia SLI và cả AMD Crossfire, rất là thơm. Và các bạn sẽ có hai chân cắm SSD NVMe ở chỗ này. Đó, hỗ trợ kích cỡ khá là thoải mái. Và các bạn sẽ có cái amp up audio để đảm bảo chất lượng âm thanh cực kỳ cao dành cho em gamer hoặc là những người dùng để làm nhạc chẳng hạn. Và cái tản dành cho chipset đây nhìn rất là chất. Ui, sầu sướng quá. Nó kiểu 3D các bạn ạ, kiểu kim cương 3D ấy. Và chúng ta sẽ có thêm cái phần lá chắn cho khu vực IO, nhìn rất là ngầu. Và hình như là có đèn LED đây nếu mình không nhầm. 12 seconds later. Không, chắc không đèn LED đâu, chắc mình nhầm. Không đèn LED. Tiếc quá. Rồi, chúng ta sẽ đến phần cổng IO thì các bạn sẽ có hai cổng PS2 dành cho chuột và bàn phím đời cũ riêng biệt luôn. Mấy người sang khác sản xuất chip xét tự động dòng Copilex mà vẫn làm main cái kiểu có hai cổng này. Còn mình biết là kiểu hỗ trợ các đời cũ tốt thôi mà tận đến hai cổng. Nhưng không biết là bây giờ còn ai dùng chuột mà có cổng PS2 không? Bàn phím thì có lẽ là vẫn còn mình nghĩ là chuột thì coi như là tuyệt chủng rồi. Chúng ta sẽ có đến 1 2 3 4 5 6 cổng USB 3.0, hai cổng 3.1 và một trong đó thì một cổng Type A và một cổng Type C. Đó. Và đây là cổng cắm HDMI. Đó chỉ là cổng xuất hình duy nhất trên chiếc main này thôi, không có DV, không có VGA gì cả. Và các bạn sẽ có cổng mạng LAN đấy đương nhiên rồi và cổng audio 7.1. Ở đây chúng ta có đến 1 2 3 4 5 6 7 cái phay điện. Chúng ta sẽ có 4 khe RAM và đây là socket 1151 dành cho CPU Copilex. Và các khe RAM này thì đương nhiên cũng hỗ trợ lên dung nhịp tận 4000 MHz dành cho anh em thích áp zoom. Nên là rất là thoải mái. Và đấy, hồi nãy vừa chê xong là chiếc D3H là không có cổng cắm SATA nằm ngang. Thì bây giờ lên chiếc XP SLI này thì có cổng cắm SATA nằm ngang. Thế nên các bạn giấu dây rất là dễ, nó không lòi thòi lên như này. Và về phần cổng cắm dành cho mặt trước thì chúng ta có đến hai chân cắm dành cho USB 3.0. Tức là hai chân cắm này sẽ xuất ra đằng trước được 4 cổng USB 3.0. Các bạn sẽ có hai chân cắm nữa dành cho cổng USB 2.0. Và ở đây vẫn có cổng LPT, cổng COM và âm thanh HD audio. Và cái chân cắm cấp điện ở CPU thì vẫn nằm trên góc này, khá là cơ bản, chân 8 pin. Cảm nhận của mình đầu tiên về cái main này ấy, so với cả chiếc Z370M D3H thì đương nhiên là nó có nhiều khe cắm hơn. Tính về khe cắm đồ họa bởi vì đây là main kích cỡ ATX cơ bản, không phải là MATX. Các bạn sẽ có nhiều tụ điện hơn thì sẽ hỗ trợ các CPU dòng cao ép zoom một cách thoải mái và dễ dàng hơn. Nhìn nó chất hơn, tông đen trắng kiểu sọc sọc 3D bước các thứ nhìn rất là chất chơi người rơi. Và các bạn sẽ có cái cổng USB 3.0 đằng trước nhiều hơn này, cổng SATA nằm ngang này, có cái tâm chắn IO nhìn cũng khủng hơn này. Và đương nhiên bạn sẽ có thêm cái phần amp up audio đảm bảo chất lượng âm thanh rất là cao. Và đương nhiên là chiếc main này thì vẫn có công nghệ ultra durable của Gigabyte đảm bảo là chất lượng main cực kỳ bền bỉ và sử dụng lâu dài. Vậy là vừa rồi mình và các bạn đã cùng nhau mở hộp trên tay và chia sẻ vài chiếc main. Một chiếc là Z370M D3H và một chiếc là Z370 XP SLI đến từ hãng Gigabyte. Thì thiết kế của nó nhìn chung rất là tối giản nhưng mà vẫn là rất ngầu, đậm chất người rơi, đen xì từ đầu đến chân. Và có độ bền bỉ cao như là tên tuổi Gigabyte đã được xứng nhận trong rất nhiều năm nay rồi. Thì mình nghĩ mức giá qua chiếc main này hiện giờ thì đang khá là dễ chịu dành cho anh em thích cái độ bền bỉ cao của Gigabyte cũng như là có thể cắm nhiều cạc đồ họa. Chiếc main này cắm được 2 cạc Crossfire, có chiếc main này chơi được cả SLI cả Crossfire luôn. Và các bạn sẽ có một thiết kế nhìn rất là chất chơi. Đó, ngầu ngầu đen đen rất là tối giản vẫn rất là đẹp. Và hy vọng là trong thời gian tới khi mà anh em chuẩn bị nâng cấp máy tính lên cái thế hệ Copilex thì đã có thêm được trong đầu một hai lựa chọn đấy, hai sản phẩm cho video ngày hôm nay. Nếu thấy hữu ích thì nhớ bấm like, nhớ subscribe kênh để theo dõi nhiều video công nghệ khác trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong các video khác.